Kính chào quý vị, em sẽ được mở đầu phần giới thiệu ngày hôm nay bằng hình ảnh về đường vào căn nhà này. Vị trí thì chỉ sau nhà mặt phố thôi, sau một nhà mặt đường thôi ạ. Còn đây là phần diện tích đất sử dụng riêng của nhà mình. Nó coi như là sân nhà, nó không phải là ngõ đi chung. Những ai mà có sở thích nuôi thú cưng thì chắc hẳn là sẽ rất thích cái sân riêng này. Nhà có sổ đỏ chính chủ, có pháp lý sạch, có thể sẵn sàng mua bán sang tên và công chứng ngay. Em xin nói thêm là căn này là nhà đã qua sử dụng, chủ nhà vừa mới chuyển đi và cần bán nhanh. Đây không phải là căn nhà mới hoàn toàn ạ. Chủ nhà hiện tại đã có chỗ ở mới rồi, nên là cần bán thời gian gấp rút, giá cả hợp lý. Mọi người trực tiếp đến xem, nếu như mà phù hợp thì có thể làm việc mua bán ngay. Thửa đất này có diện tích là 60m2. Đây là diện tích được chứng nhận trên sổ đỏ. Toàn bộ là đất thổ cư lâu dài. Chiều ngang là 4m25. Nhà hơi nở hậu. Ở đây tầng 1 có thể sử dụng tùy ý để làm kho hàng, để ship hàng online cũng được. Vì đây là nhà có vị trí giáp danh với nhà mặt phố chính, cách đường lớn chỉ một nhà thôi, nên là địa chỉ rất dễ tìm. Ở đây chủ nhà xây dựng để lại một khe thoáng nhé. Và sau cái khe thoáng này thì là một con ngõ đi. Riêng ở cái phòng phía trong này thì nhà ai có người già, có các cụ cao tuổi có thể là bố trí một phòng ở tầng 1 này luôn, để người già sẽ không phải leo lên leo xuống cầu thang nữa, thì nó cũng là một cái hợp lý ạ. Em thiệp được quý vị quan sát kỹ tầng 1 nhé. Nhà được làm tổng thể 5 tầng, diện tích sử dụng là gần 300m2. Công năng là rất lớn. Xe thì để ở ngoài sân rồi. Lên tầng 2 thì sẽ là không gian của phòng khách và phòng bếp. Phòng khách ở phía trước là bên tay trái này, phòng bếp ở phía sau. Còn lên các tầng 3, 4 thì mỗi tầng 2 phòng ngủ, là chúng ta sử dụng được 4 ngủ nữa. Tầng 5 thì sẽ có phòng thờ, sân phơi. Cũng như đa số những căn nhà khác thì nhà này cũng bán theo hiện trạng nha. Họ đã chuyển đi rồi, còn lại những đồ đạc gì thì để lại ở đây, đều tặng hết cho chủ mới ạ. Quý vị xem trên video như thế nào thì chúng ta mua bán bàn giao nhà cũng y như vậy. Bất động sản này hiện tại đang có giá bán là chỉ hơn 6 tỷ một chút có thương lượng. Giá thì em có để ở dưới phần mô tả nhé. Nhà 60m2, xây hẳn 5 tầng, diện tích sử dụng là hơn 300m2, mà giá là hơn 6 tỷ thì cũng chỉ tương đương với đơn giá nhỉnh 100 triệu mét vuông có thương lượng. Đây là đơn giá cả nhà cả đất. Hơn nữa thì nhà lại còn ngay gần đường lớn nữa, có thể đi bộ ra phố nhanh, tiện cho người nhà tìm đến, tiện bắt taxi, xe buýt, tiện làm kho để ship hàng online. Bất động sản này thì tọa lạc tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vị trí cách ngã tư Sở 800m, cách Royal City 750m, cách đường Nguyễn Trãi là 600m. Khoảng cách từ nhà mà đến Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng như là Đại học Khoa học Tự nhiên là khoảng 1,5km. Đến với ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xuyển là khoảng 2km. Lát nữa đăng video thì em sẽ để link vị trí nhà trên Google để cho các bác tham khảo nhé. Ở đây tầng 2 thì có cửa thoáng nhìn ra ngõ phía sau nên rất là đẹp. Đây cũng là một căn nhà nằm trên dải đất cao của khu Thanh Xuân, nên là sạch sẽ, nền đất liền thổ chắc chắn, không lo ngập lụt. Quý cô bác anh chị đến nơi quan sát đường đi lối lại thì sẽ thấy ngay. Nhà cửa rồi ngõ cao ráo, không một chút rêu mốc nào. Em sẽ xin được tổng kết lại một số đặc điểm chính với căn nhà đất này như sau ạ. Nhà diện tích là 60m2, sổ đỏ riêng chính chủ. Chiều ngang nhà là 4m25. Hiện trạng nhà đã xây 5 tầng, sử dụng đa công năng. Tầng 1 thì có sân để xe và sử dụng tùy ý, và có thể làm kho ship hàng online để cho những người kinh doanh buôn bán online, vì ở đây cách phố chỉ một nhà thôi ạ. Chúng ta đặt theo địa chỉ mặt phố luôn cũng được. Tầng 2 thì là khách và bếp, đã có sẵn đồ cơ bản. Chúng ta lên tầng 3, 4 thì mỗi tầng 2 ngủ.
Tầng 5 thì có sân phơi, phòng thờ, chỗ giặt và sân thượng thì có lối lên để trồng rau. Nhà này còn có ưu điểm khác đó là có hai mặt thoáng. Phía sau nhà cũng là một con ngõ đi. Tuy là chúng ta không mở cửa đi lại, nhưng mà có thể mở cửa sổ thoải mái. Nhà tự xây để ở chắc chắn 5 tầng. Giá hơn 6 tỷ một chút có thương lượng. Đơn giá là chỉ hơn 100 triệu mét vuông cả nhà cả đất. Chủ nhà thì đã có nơi ở mới rồi, nên là cần thanh lý gấp cái nhà này. Để xem nhà thì quý cô bác anh chị vui lòng gọi trực tiếp em Thiện 0962802792. Em xin được trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau trên kênh Thiện Đất cũng như là website nhà mới hà nội.vn.